các thành viên của kênh YouTube Thầy Phan Điệp Đoàn, kênh chia sẻ video tài liệu ôn thi công chức viên chức của các địa phương và các bộ ngành. Xin mời các em đang ở xem mà chúng ta cùng vào kênh YouTube của thầy để thầy cập nhật các thông tin mới nhất về các kỳ thi công chức viên chức của các địa phương và các bộ ngành. Thông tin ngày hôm nay mà thầy muốn cập nhật mới nhất cho các em về các kỳ thi công chức, và chúng ta sẽ trao đổi với các em với nội dung về kỳ thi công chức ở ngành thuế. Chúng ta thấy ngành thuế là ngành rất hot, quan tâm của rất nhiều người. Cũng chia sẻ với các em trên diễn đàn của các bạn trên trang tài liệu thi viên chức giáo dục thì chúng ta cũng có những bạn bè hoặc là có thể những vị trí chúng ta hoàn toàn có thể ứng tuyển, và rất là nhiều vị trí tạo nhiều cơ hội cho các em. Nhưng mong muốn là trao đổi cập nhật nhanh các cái thông tin mới nhất của các kỳ thi công chức viên chức của các địa phương, thì hôm nay thầy sẽ chủ đề chính là thầy sẽ trao đổi cập nhật các về cái kế hoạch thi tuyển công chức của Tổng cục Thuế cũng như các cục thuế của địa phương để các em biết được, nắm được các chỉ tiêu, các thông tin thi tuyển các em nhé, các vị trí việc làm, và chúng ta cùng cập nhật các em nhé. Thầy sẽ chiếu trực tiếp vào văn bản, và chào bạn Quốc Tuấn, thì chiếu vào văn bản thì chúng ta hôm nay cập nhật mới nhất về văn bản số 1250 của Bộ Tài chính và liên quan ban về quyết định phê duyệt kế hoạch và thi tuyển công chức ngành thuế các em nhé. Thì chúng ta cùng nhìn vào màn hình để chúng ta cùng nắm bắt các cái thông tin các em nhé, để chúng ta có thể chính bản thân chúng ta có thể tạo cơ hội cho chúng ta có thể chúng ta tham dự kỳ thi. Chúng ta thấy với nhiều vị trí không phải cứ thuế là mỗi về chuyên môn đâu, đã có vị trí như văn thư là cũng có đấy, hoặc là bạn bè của các em có thể có những cơ hội để tham dự tuyển nhá. Thì chúng ta thấy là rất là rõ ở đây, đây là cái kế hoạch rất là rõ dấu này, đây là văn bản điện tử ký ngày 26/8 ngày hôm qua thôi, hôm nay đưa lên. Chúng ta thấy phải nói sách là mới có chứng đúng không, các văn bản này phê duyệt đây rồi, phê duyệt kế hoạch thi tuyển đúng không ạ. Rất là nhiều vị trí, 4.721 vị trí em ạ, 4.000 gần 5.000 người dự tuyển lần này, cái chỉ tiêu lần này. Đấy, thì số lượng người thi chắc chắn là sẽ đông. Và đây là Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà đã ký rồi. Đấy, các em nhìn thấy nhá. Và các chỉ tiêu rất cụ thể cho các vị trí. Và bạn Tuấn bảo là tháng 10 miền Nam thi, không biết em nói về công chức hay viên chức. Và chào bạn Thiết Vi Thiết, và thì rất vui được gặp lại em. Thì đây là những cái thông tin chúng ta thấy về các chỉ tiêu tuyển dụng công chức của Tổng cục Thuế. Ta thấy các khu vực đối với cơ quan Tổng cục Thuế họ cũng tuyển đây với 113 vị trí đúng không? Ở Hà Nội là 510 vị trí các em nhá. Đấy, rồi Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, tất cả địa phương Hưng Yên, Bắc Ninh, Hà Nam, Nam Định và 63 tỉnh thành phố đều có hết, và công chức thuế em nhá. Đó thì đây thầy đang chia sẻ bạn Quốc Tuấn ạ. Và đó thì ở các địa phương chúng ta thấy để cập nhật cho các em. Và đó thì bạn Quốc Tuấn, và đó thì thầy đang chia sẻ đấy, về thông tin ngành thuế nhá, công chức của vị trí thuế đấy để em nắm bắt được nhá. Đầy đủ đây các thông tin thầy chiếu lại cho các em. Đây mà cái danh sách. Em học sư phạm thì không đăng ký được văn thư rồi em nhá, em học phải chuyên ngành về văn thư nhá. Văn thư thì có thể trường đại học cho nhân văn hoặc là trường nội vụ đấy có văn thư em nhá. Thì chúng ta thấy rất nhiều vị trí nhá, trên cả nước tuyển từ tổng cục, rồi chúng ta thấy các vị trí rất nhiều. Tôi nghĩ bây giờ chỉ tiêu là 4.721 chỉ tiêu em nhá. Đó. Các địa phương có hết trên cả nước luôn các em nhá. Đó, rất nhiều chỉ tiêu đó thì các em có thể nhìn thấy đúng không, đó các chỉ tiêu. Ở bạn Vi Thiết thì có thể học thêm về văn thư nhá, trung cấp văn thư họ cũng tuyển đấy. Và ngành thuế thì rất là nhiều. Và bạn Quốc Tuấn ôn phần kiến thức chung về thuế, và thì thầy cũng sắp mà thầy mở lớp các lớp ôn thi kiến thức chung, và có cả vòng 2 thì thi viết ấy. Thì thầy cũng hướng dẫn các vị trí họ thi về phần luật, và đầy đủ cho các em các cái thông tin nhá. Chúng ta nắm được cái số lượng, đây là các chỉ tiêu tuyển dụng trên cả nước, tổng chỉ tiêu là rất là lớn, và tổng tất cả là 4.721 chỉ tiêu các em nhá. Đấy, tổng chỉ tiêu tuyển dụng 4.271 hình nhầm lại 4.271, chính xác là 4.271 chỉ tiêu các em nhá. Đó thì thấy là cũng khá nhiều đúng không ạ. Thấy rất là nhiều cơ hội các bạn được, chúng ta thấy là cơ hội để dự tuyển đúng không ạ. Và rất là nhiều đấy, chúng ta thấy thuế thì nhiều năm chưa thi rồi, mấy năm và nhưng mà số lượng biên chế của thuế khá đông. Đấy, chúng ta đây là cái kế hoạch thi về công chức thuế, ngành thuế 120 em thấy nhá, nhìn kế hoạch để các em nắm bắt được đấy, các vị trí. Và thì chúng ta thấy cái nhu cầu tuyển dụng ở đây đó là nhu cầu tuyển dụng đã thấy rồi,
ngành thuế 120 đấy, đúng không? Của cơ quan tổng cục thuế và các cục thuế, đúng không ạ? À, vâng, thế là bạn Văn Tuấn đã học từ chuyên ngành năm trước là rất là tốt rồi, đúng không ạ? Già rồi em, cuộc sống mà mình đừng đừng bao giờ suy nghĩ như vậy nhá, mình còn nhiều cơ hội nhá anh. Cái tư tưởng trẻ không quan trọng, mình có mong muốn hay không đâu em nhá, đừng nghĩ như vậy, đúng không? Đấy, và chúng ta thấy các vị trí rất nhiều, đúng không? 4.271 và em bị phải nhớ lộn đấy. Ngạch chuyên viên là 515 chỉ tiêu, ngạch kiểm soát viên thuế 3.285 chỉ tiêu, em thấy không? Ngạch chuyên viên là công nghệ thông tin là 158 chỉ tiêu đấy. Cái học về công nghệ thông tin cũng hoàn toàn tham gia và thi vào thuế em nhá. Đó, ngạch công nghệ thông tin này 158 chỉ tiêu. Rồi văn thư, cái học văn thư nhá, em 35 tuổi vẫn còn trẻ, không có gì cả nhá. 53 người ta mới khởi nghiệp mà. À, như ông Phan Quốc Việt đấy, cái bác Hồ 55 tuổi bác mới khởi nghiệp thành công, làm chủ tịch nước ấy, đúng không? Mà làm cách mạng bao nhiêu năm em thấy, đúng không? Đó, ngạch cán sự nhớ là 23 chỉ tiêu, ngạch chuyển kiểm tra viên trung cấp thuế 40 chỉ tiêu, ngạch cán sự đóng công nghệ thông tin 6 chỉ tiêu, ngạch văn thư trung cấp 103 chỉ tiêu. Và em muốn hoài mô trên giảng đường nữa, chúng ta có nhiều lựa chọn mà em, và chúng ta có thể nhiều, bây giờ có thể làm kinh doanh, đúng không? Nhiều mảng lắm, em làm youtuber cũng được, đúng không? Thì chúng ta thấy là nhiều cơ hội, chúng ta nếu gắn bó trên giảng đường là tốt, còn không thì chúng ta tìm kiếm những cơ hội khác tốt em nhá. Đấy, chúng ta luôn động não, phải tràn đầy năng lượng, cuộc sống hàng ngày phải có tràn đầy năng lượng, có năng lượng thì mới có ngân lượng được em nhá. Ở đây em nhá, và chuyên viên và kiểm tra viên khác nhau như nào thì chia sẻ em thời gian, và cái chuyên viên cái ngạch ấy, thì chúng ta thấy là những người vào làm tại các cái phòng, đúng không, liên quan về ban hành mang tính chính sách, còn kiểm tra là mang tính, tôi thấy là về nghiệp vụ đấy, đôn đốc em nhá. Bạn Hằng Nga chào em, và thấy vẫn khỏe, cảm ơn em rất nhiều. Còn em thế nào thì em tra kiểm tra về các liên quan thực hành về thuế đấy em nhá. Đấy là như vậy, chuyên viên thì chúng ta thấy làm các văn phòng em nhá, còn kia là họ có thể là làm ở các cái cục thuế, kiểm tra phòng thu hồi giãn nợ đấy, thấy họ có cái phòng như vậy. Còn như chuyên viên thì có thể các cái phòng chuyên viên của phòng tổ chức cán bộ chẳng hạn nhá. Đấy, thì các cái phòng chuyên môn, các văn phòng chức năng. Còn kiểm tra viên về thuế thì là liên quan các cái phòng về chuyên môn em nhá. Đấy là như vậy. Chuyên viên là công nghệ thông tin vậy, phụ trách về mảng công nghệ thông tin em nhá. Ngạch văn thư. Đấy. Ở đây không chỉ tổng cục thuế đâu mà các cục thuế. Mình thấy rồi, các cục thuế của các địa phương em thấy chỗ nào vị trí là đẹp nhất. Nương là chúng ta thấy là gì? Lương là cao đấy, làm thuế lương cao lắm em nhé, nói chung là cao hơn so làm giáo viên, được chưa? Và thì dĩ nhiên đồ ngành thuế yêu cầu rất là cao vì lương cao em nhé, nó có hệ số riêng và hệ số có phụ cấp thêm cho các em. Và ở đây thì cách tiêu chuẩn giống như của trong đội viên chức 2010 thôi. Và thằng Nga em đang đợi quyết định của Vĩnh Phúc, hơi lâu thôi, chờ tí, đợi chờ Hạnh Phúc, quan trọng là mình đỗ em ạ. Đó em là đỗ đúng không? Nhiều khi bảo vui chờ cả đời chả được, còn chả sao đúng không? Quan trọng nhất là đỗ là được rồi. Nhiều người mong muốn đỗ nhưng mà chả được ấy nhá, Hằng Nga nhá. Và Anh Phúc thầy vẫn mong muốn còn chuyến về quê thầy, nhưng vừa rồi dịch Covid vẫn chưa bố trí được. Và đây em thấy về các vị trí đây, đối với sinh dự thi vào cơ quan tổng thuế họ ghi rất rõ về các yêu cầu đây. Đối với sinh đăng ký dự chuyển ngạch chuyên viên đây, là em thấy là có bằng tốt nghiệp đạt cử nhân loại khá trở lên nhá, thuộc chuyên ngành thuế, tài chính kinh tế kế toán em nhá. Đấy, quản trị kinh doanh quốc tế, quản lý tài chính công ngân hàng, hệ thống thông tin. Đó, em thấy đúng không ạ? Vâng, anh Văn thôi cố gắng vậy em nhá. Chúng ta học đi nhá. Họ dự thi vào quý 3 và thi 4 đấy, họ em nhá. Rồi, học về luật đi nào. Đó, em nhá. Vâng, nên chung thì thầy sẽ cân hết phần đấy nhá, em yên tâm. Vâng. Còn về chứng chỉ chúng ta thấy rồi, chứng chỉ ngoại ngữ, trình độ thì chúng ta thấy đúng không ạ? Trình độ ngoại ngữ bậc 2 đấy, đúng không? Thì chúng ta thấy rồi. Là A2 em nhá. Đấy. Thì nó cũng đơn giản thôi, đúng không? Và chứng chỉ tin học thì theo thông tư 03 em nhá, thì chúng ta thấy rất là rõ. Tiếp theo đối với thí sinh dự thi ngạch chuyên viên là công nghệ thông tin thì em thấy là yêu cầu là có tốt nghiệp đại học loại khá trở lên. Đấy, chúng ta nhớ về yêu cầu các ngành học máy tính, hệ thống máy tính, hệ thống thông tin, truyền thông máy tính, công nghệ phần mềm. Các em nắm này để giới thiệu cho bạn bè các em của mình, đúng không? Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông, kỹ thuật điện tử và viễn thông, mạng máy tính. Đấy, đúng không ạ? Đấy, chuyên viên làm những phòng về chuyên môn này, này đúng không ạ? Đó, về phòng chức năng này đúng không? Đó thì thấy là tin học, cái phần mềm, toán tin, chứng chỉ ngoại ngữ bậc A2. Đấy, bậc 2 chính là A2 các em nhá. Phần tiếp theo đối với ngạch văn thư thì em thấy rồi, có bằng tốt nghiệp đại học cử nhân loại khá trở lên. Đấy, thuộc các chuyên ngành. Đúng rồi, trước khi có ban hành thông tư liên tịch nó ok em nhá, còn sau thì không có giá trị nữa rồi nhá. Thì có bằng
chúng ta thấy với ngành cử nhân loại khá lên các chuyên ngành về lưu trữ học, quản trị văn phòng, hành chính học, hành chính văn thư, văn thư lưu trữ các em nhá. Đó với các bạn thi ngành văn thư và có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 2 chính là A2 các em nhá. Rồi tin học thấy vẫn là thông tư số 03/2014 thông tin truyền thông chứng chỉ kỹ năng sử dụng thông tin các em nhá. Đó từng vị trí họ yêu cầu rất rõ sát. Đây là của Tổng cục Thuế, còn với thì xin vào các cục thuế của các địa phương ở các tỉnh này các em nhá. Còn chi cục thuế thì ở huyện, thế còn cục thuế chính ở tỉnh này các em nhá. Thì đối sinh dự mà ngạch chuyên viên, kiểm tra viên thuế các em thấy rồi, yêu cầu về mà tốt nghiệp đại học cử nhân trở lên thuộc các chuyên ngành thuế, tài chính, kinh tế, kế toán, quản trị kinh doanh, quản lý tài chính công, ngân hàng, hệ thống thông tin kinh tế, hệ thống thông tin quản lý, luật kinh tế và các chuyên ngành kinh tế khác. Đấy. Còn về chứng chỉ các em thấy ngoại ngữ là A2, đúng không? Bậc 2 đấy các em nhá. Đấy, được chưa? Nhưng còn tin học thì cũng vậy, vẫn là thông tư số 03 nhá. Còn đối với các thi sự ngạch chuyên viên là công nghệ thông tin thì em thấy rồi. Các cục thuế đấy có bằng tốt nghiệp đại học cử nhân thuộc các chuyên ngành đấy, khoa học máy tính, hệ thống máy tính, hệ thống thông tin, toán tin, kỹ thuật máy tính, điện tử, viễn thông, sư phạm tin học đây này. Đó các bạn nào có thể là học sư phạm tin học là hoàn toàn có thể dự thi vào chuyên viên ngoại thông tin của các cục em nhá. Đấy, các cục thuế đấy nhá. Đấy các bạn học sư phạm là có cơ hội đấy nhá. Được chưa? Được chưa? Hệ thống chính trị nó nằm trong chương trình về giảng về chuyên viên chính em nhá, hệ thống chính trị chứ nó không nằm trong luật, hệ thống chính trị là của Đảng em nhá. Đấy. Nó nằm trong chương trình đào tạo về quản lý nhà nước, về ngạch chuyên viên chính nhá. Chứ ngạch về quản lý nhà nước em nhá. Và bạn Hoàng Lộc bằng trung cấp chứng chỉ và tin tiếng Anh cứ là B, nếu đỗ thì phải học lâng chứng chỉ thầy và lâng nào. Ra câu hỏi của Hoàng Lộc không rõ, quan trọng là em là thi ở đâu, thi vào vị trí nào, công chức hay là viên chức, đúng không? Ví dụ bây giờ thầy nói như là bây giờ em là viên chức chẳng hạn, đúng không ạ? Thì bây giờ chúng ta thấy rồi về bằng cấp ấy, chúng ta thấy là theo chuẩn từ sau 1/7 là họ sẽ chỉ lấy là với mầm non là cao đẳng sư phạm rồi, đúng không? Tiểu học trở lên, tiểu học trung học cơ sở là phải đại học. Đó thì câu hỏi của em không rõ nhá. Thầy chưa hiểu ý câu hỏi của em nhá, là mơ em thi ở đâu, thi cái gì. Nó phải có mục đích rất rõ nhá. Đó, được chưa? Và chứng chỉ ngoại ngữ thấy là trình độ bậc 2, đúng không? A2 em nhá. Và tin học vậy thôi nhá, tin ngoại ngữ và được chưa? Ở đây tin học thì họ có trình về công nghệ tin họ có bằng rồi. Em thi ở Vĩnh Phúc viên chức đấy thì em phải nói rõ ra nhá. Và thi thời nào? Nếu em thi đỗ trước ngày 1 các đợt tuyển dụng trước 1/7 ấy, đúng không? Thì sau em đỗ viên chức thì họ sẽ cho em đi nhà trường sẽ cử đi học nâng chuẩn và xin theo học đấy thì sẽ được nhà nước hỗ trợ em nhá. Đấy, huyện em đang thi bằng trung cấp vẫn được thì ạ. Thì thầy không rõ. Nếu mà em thi đợt này thì thầy nói là nếu đợt tuyển dụng trước ngày 1/7 thầy nói rồi, thông báo tuyển dụng đúng không? Thế còn các cái thông báo tuyển dụng sau 1/7 đúng không? Thì là không được nữa rồi. Còn cái việc xin ấy thầy không biết thế nào cả, vì đấy em vẫn nói không rõ, hỏi cái mốc của em ấy, thi trước hay sau 1/7? Nghĩa là cái việc tuyển dụng của em đúng không? Có thông báo trước hay là sau? Đó, bạn Hoàng Lộc nhắn tin nó phải nó đúng nội dung và như thông điệp thầy nói đúng không? Thì thầy mới trả lời được, thì em mỗi tin nhắn cho pu một câu nó trả ở đâu vào đâu cả, đúng không ạ, nhá. Thầy rất tôn trọng tin nhắn của em, nhưng bình thường thì thầy sẽ không trả lời cái kiểu tin nhắn kiểu thế, nó không qua dấu rồi nó đâu đó nó không đầy đủ các cái nội dung để thầy trả lời được cụ thể mà phải trả lời nhiều lần cho em, đúng không ạ? Khi rất nhiều bạn cần hỏi, đúng không ạ? Tiếp theo đối với các thí sinh đăng ký dự tuyển. Vâng, nếu thi sau nhưng mà quan trọng nhất thầy nói là thông báo tuyển dụng là trước ngày 1/7. Yêu cầu về tuyển dụng đấy, nộp hồ sơ thì do vừa rồi thì Covid có thể bị lùi lại, như các bạn mầm non bây giờ thầy đang về dạy ở Tam Dương đây này, các bạn ngày muộn nhất là liên quan là ngày 30/8 này, đúng không? Thì chúng ta đây thông báo tuyển dụng, chúng ta yêu cầu nộp hồ sơ trước 1/7 thì vẫn được, đúng không? Thế còn câu chuyện mà bây giờ từ bây giờ trở đi thông báo, giả sử như vừa rồi các bạn ở Quảng Nam này, đúng không, chúng ta thấy thì yêu cầu trình độ nó thay đổi rồi, đúng không? Đấy, cái mốc nhá. Còn thi có thể thi sau, nhưng mà thông báo tuyển dụng nhận hồ sơ thì trước ngày 1/7, đúng không ạ? Đấy, chúng ta thấy cái việc áp dụng nó khác cái mốc nhá, được chưa? Rồi thay đổi lại liên quan đến thi vị trí công chức thuộc ngành thuế, các bạn nắm bắt được các thông tin với vị trí ngạch về văn thư em nhá. Đó, như vậy. Đó, đúng không? Yêu cầu trình độ là như vậy. Được chưa? Đối với thí sinh ngạch cán sự kiểm tra trung cấp thuế, đấy chúng ta thấy đó, cần có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên thôi thuộc chuyên ngành thuế tài chính đấy các em. Rất là nhiều cơ hội kinh tế kế toán, quản trị kinh doanh, quản trị tài chính công, hệ thống thông tin kinh tế, hệ thống thông tin quản lý kinh thông tin, rồi luật kinh tế, các chuyên ngành kinh tế khác, đúng không ạ? Được chưa? Đó thì chúng ta thấy với
Về chứng chỉ ngoại ngữ chúng ta thấy là bậc 1 là A1 em nhé, rồi tin học vẫn là thông tư số 03 được chưa. Tiếp theo đối với thí sinh dự ngạch cán sự làm công nghệ thông tin thì chúng ta thấy không đấy, các bạn học công ty rất nhiều cơ hội đúng không đấy, là chúng ta thấy bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc các ngành khoa máy tính đấy, kỹ sư phần mềm đấy, cả phần sư phạm tin học đấy này, thì các bạn học sư phạm là hoàn toàn có cơ hội đây đúng không. Rồi chứng chỉ ngoại ngữ là bậc 1 đấy, là A1 đúng không. Nhưng còn đối với thí sinh mà dự ngành văn 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 thư trung cấp này, đây các bạn trung cấp là về văn thư là được đây này, thuộc ngành chuyên ngành lưu trữ học quản trị hành chính văn phòng, hành chính học, hành chính văn thư lưu trữ nhá. Và chứng chỉ ngoại ngữ thì bậc 1 thôi đúng không, A1, và tin học thì vẫn là thông tư 03 các em nhá. Đây là nội dung để chúng ta nắm bắt được đấy, tất cả và thì chúng ta nắm được cái thông tin cái nhu cầu hay tuyển dụng rất là lớn, và liên quan các cái chứng chỉ ngoại ngữ chuyển đổi đây em nhá, thì cũng có cái phần chuyển đổi các chứng chỉ về TOEFL, IELTS nhá, đó thì nó có phần quy định rất là rõ đấy, các cái việc chuyển đổi được chưa. Và các em lưu ý liên quan đến cái thời gian cái việc mà đây hình thức thi, nội dung thi cho thấy là hình thức là thi tuyển đúng không ạ, hai vòng, vòng một là thi trắc nghiệm thực hiện trên máy tính thì chúng ta đấy sẽ thực thi hai môn rồi đó, phần kiến thức chung 16 câu với 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, quản lý hành chính nhà nước đúng không ạ, công chức công vụ, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước về ngành lĩnh vực tuyển dụng đúng không ạ, chức trách rồi nhiệm vụ của công chức theo cầu vị trí việc làm dự tuyển. Và tôi thấy là bộ đề 60 câu đúng không ạ, nằm trong 60 phút. Còn thứ hai là chúng ta sẽ thi ngoại ngữ 30 câu tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ đúng không ạ. Và chúng ta thấy bậc 2 thì đối với ngạch chuyên viên và tương đương, còn bậc 1 thì đối với ngạch cán sự và tương đương. Thời gian làm bài là 30 phút các em nhá. Và kết quả vòng 1 được xác định theo số câu hỏi trả lời đúng không ạ? Với từng phần, nếu thi mà đúng 50% đấy, có nghĩa là với kiến thức chung chúng ta đạt 30 câu, ngoại ngữ 15 câu nhá, thì chúng ta sẽ được vào vòng 2. Vòng 2 thì với công chức thuế chúng ta thấy là sẽ thi viết đúng không? Thời gian làm bài là 180 phút và nội dung thi là chúng ta thấy là thí sinh đăng ký dự tuyển vào các ngạch chuyên viên và kiểm tra viên thuế đấy thì làm về chuyên môn nghiệp vụ. Cán sự và kiểm tra viên trung cấp thuế thì sẽ thi phần kiến thức về thuế, trong đó có luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế thu nhập doanh nghiệp, luật thuế thu nhập cá nhân và luật quản lý thuế. Đó, còn với các bạn thí sinh mà dự tuyển các ngành chuyên viên là công nghệ thông tin thì sẽ có kiến thức về công nghệ thông tin, học máy tính, kiến thức về hệ điều hành Windows rồi đúng không? Các kiến thức liên quan chuyên môn của các em. Đó thì thấy họ quy định rất là rõ. Rồi các thí sinh dự chuyên ngành về làm sự công nghệ thông tin thì có kiến thức về hệ điều hành Windows, kiến thức về quản trị cơ sở dữ liệu, sử dụng các ứng dụng Office ấy. Rồi thí sinh đăng ký dự tuyển ngạch văn thư, ở văn thư trung cấp thì chúng ta sẽ có kiến thức về lưu trữ học và quản trị văn phòng, hành chính văn thư, đúng không ạ? Về văn thư lưu trữ các em nhá. Đó thì rất là đầy đủ cho các em. Đó thì và thời gian tổ chức thì chúng ta họ sẽ dự kiến là vào quý 3 và quý 4 các em nhá, trong năm 2020 này. Đó thì các em nhớ nhá. Và tổ chức thi tuyển đóng thuế họ sẽ theo 3 khu vực đấy, khu vực Tổng cục Thuế, cục thuế thành phố Hà Nội và miền Bắc, rồi khu miền Trung và Tây Nguyên, rồi khu miền Nam và thành phố Hồ Chí Minh nhá. Và bạn Huế Hà thầy ơi, em hỏi tí là em chưa đóng bảo hiểm xã hội nhà trường, bao giờ em đi làm công ty em viết tắt khó quá, đóng bảo hiểm nhà trường bao giờ hay là bây giờ, nhưng em đi làm công ty 3 năm có đóng bảo hiểm xã hội nhưng là bảo hiểm doanh nghiệp, em thi đỗ rồi em có đóng bảo hiểm gối sang giáo dục được không? Cái việc đóng cái gối đóng bảo hiểm là em đóng đã hoàn toàn sang được thôi nhá, họ sẽ chốt sổ kia và họ chuyển sang, họ sẽ sau này họ bảo hiểm ở tính cộng dồn sang. Nhưng mà em chỉ giả sử liên quan cái tập sự thì em thấy là em có quy định về đóng bảo hiểm bắt buộc thì nó cũng không ở phần đó thôi nhá. Về vị trí việc làm nữa thì bạn Huệ Hà nhá, cái việc gối sang họ khi em kết thúc ở doanh nghiệp ấy thì họ sẽ chốt sổ và sau đó thì chuyển sang cộng dồn tiếp khi em chuyển sang trường, khi mà em đỗ viên chức bạn Huệ Hà nhé. Đó là thầy trả lời như vậy được chưa ạ. Cái phần bảo hiểm thì không vấn đề gì đâu em nhé, họ đảm bảo quyền lợi cho các em bên đó. Và như ta thấy về tổ chức rất rõ 3 khu vực các em nhé, đấy ta thấy. Và tổng thuế sẽ thông báo đúng không, tuyển dụng công chức và tổ chức nhận hồ sơ. Đấy, ta thấy là tuyển công chức đối với cơ quan tổng cục thuế và các cục thuế và chỉ tiêu tuyển dụng với công chức, đó thấy rất là rõ nhá. Đây ta thấy thời gian tổ chức trong quý 3, quý 4 2020, địa điểm thì để cụ thể sẽ được đối với từng khu vực thì do chủ tịch hội đồng tuyển dụng sẽ quyết định. Đó thì toàn bộ nội dung chúng ta thấy về thông tin kỳ thi các em nhá của ngành thuế, tổng cục thuế thấy số lượng tuyển dụng rất nhiều, 4.271 chỉ tiêu các em nhá. Đó rất rất nhiều chỉ tiêu.
rất là nhiều cơ hội cho các em cứ thử xem có bạn bè hay là bản thân chúng ta đại học những ngành như các sư phạm như sư phạm tin là chúng ta vẫn dự thi rất nhiều vị trí cho các em hoặc là giới thiệu cho người nhà các em nhé. Ngày mai có thông báo trên trang tổng thuế thì em chưa thấy hỏi ý của em là gì, cái thông cái này thì do người quen thầy nhận được thôi, còn đúng là trên trang thì cũng chưa thấy em nhé. Bạn Diệp Kim Hoa thầy cho hỏi chút chứng chỉ tiếng Anh tin em là loại B, em cần nâng chứng chỉ hay không, không phải nâng ở đây. Lâng thì chúng ta thấy rồi, chứng chỉ loại AB thì chúng ta thấy bây giờ không có lâng lủng gì cả. Chúng ta sẽ thi chuyển đổi, chúng ta phải thi theo khung 6 bậc châu Âu ấy, đúng không? Đấy, năng lực do người Việt Nam ấy, em nhé, A1, A2, B1, B2. Nếu mà chúng ta thấy những cái chứng chỉ mà trước, thường trước ngày 31 tháng 12, 2016 thì thấy thì trước thì chúng ta họ còn có giá trị quy đổi, còn sau này thì họ không chấp nhận nữa các chứng chỉ ABC em nhé. Còn việc lâng không có thi lâng, mà như thi thăng hạng hay thì cả em nhé, có thể thi. Bây giờ thi các cái chứng chỉ mới thì được nói theo khung năng lực châu đấy nhá, 6 bậc đấy em nhá. Đó trả lời bạn Diệp Kim Hoa là như vậy. Được chưa? Đó là những cái thông tin về kỳ thi công chức ngành thuế mà thầy muốn cập nhật cho các em để các em biết được, chúng ta có thể là chia sẻ cho bạn bè của mình, cho người quen của mình, đúng không ạ? Đấy, các em muốn biên chế suốt đời đây. Biên chế suốt đời chính là trở thành công chức thì chúng ta sẽ là biên chế suốt đời. Còn chúng ta là viên chức thì chúng ta chỉ là hợp đồng làm việc thôi. Đấy, vì chúng ta làm việc đây là những ngành nghề vị trí làm việc tại cơ quan nhà nước ấy, em nhá, cơ quan ban hành chính sách quản lý nhà nước em nhá, thì chúng ta sẽ được biên chế suốt đời và hưởng lương từ ngân sách nhà nước, tiền thuế của dân ấy, em nhá. Và chúng ta biết là trở thành công chức ngành thuế là ao ước của rất nhiều người, nhiều bạn như thầy biết là trước đây thầy hướng dẫn ôn tập các bạn ủ mưu mấy năm liền vì thuế, thỉnh thoảng mấy năm mới thi cơ. Đấy, ôn tập rồi chúng ta thấy là chuẩn bị rất là kỹ càng. Thì chúng ta biết là thi vào ngành thuế rất khó, đúng không ạ? Cái đề cũng rất là khó và họ thi tổ chức rất nghiêm túc các em ạ. Đấy, và hầu như tỷ lệ tiêu cực là rất thấp đấy. Và nói không có thì không phải hẳn, nhưng mà nói là tỷ lệ rất thấp, rất nghiêm túc. Và thì rất mong các em chia sẻ những thông tin này nhá. Chúng ta chia sẻ thông tin về các kỳ thi, đúng không ạ? Chúng ta biết cái thông tin nó rất là quan trọng, đúng không ạ? Để phục vụ cho kỳ thi. Thì ta thấy là hôm nay bên Bộ Tài chính họ đã có cái quyết định, đúng không ạ, liên quan đến cái việc phê duyệt cái kế hoạch tuyển dụng thi công chức ngành thuế các em nhá, mà thi trên cả nước đấy, tất cả 63 tỉnh thành đều có cả các em nhá. Rất nhiều vị trí các bạn mà học các ngành về tài chính, về kế toán, về thuế thấy rất là nhiều cơ hội, rồi về công nghệ thông tin, về máy tính, đúng không, về văn thư lưu trữ, em thấy là rất là nhiều cơ hội. Và qua đây để các em cũng biết là định hướng sau này nghề nghiệp cho con cháu của mình. Đấy, để muốn làm việc vào trở thành công chức, đúng không? Trở thành những người làm việc trong cơ quan nhà nước và biên chế suốt đời. Không phải như viên chức chúng ta thì thầy nhắc lại là chúng ta là người làm việc theo hợp đồng làm việc nhá. Đấy, chúng ta chứ không từ biên chế suốt đời nó gắn vào cái họ gắn báo chí nó gắn vào cái hợp đồng không xác định thời hạn đưa ra, nó làm cho chúng ta mơ hồ thôi. Và chúng ta thấy rõ ràng nó không phải là biên chế suốt đời. Biên chế suốt đời là công chức khi chúng ta trúng tuyển có quyết định tuyển dụng, đúng không? Đấy, và chúng ta làm việc ở đó, chúng ta dĩ nhiên vi phạm pháp luật kỷ luật thì xử lý rồi, nhưng tôi thấy là cái việc giữa công chức và viên chức chúng ta phải phân biệt rõ, nhiều bạn vẫn còn mơ hồ, đúng không? Không xác định được là mình là công chức hay là viên chức. Chúng ta làm việc ở đơn vị sự nghiệp công lập thì chúng ta là gì? Là viên chức, đúng không? Còn những người làm việc trong cơ quan nhà nước, đúng không? Đấy, như ngành thuế này thì chúng ta hay các tổ chức chính trị xã hội, cơ quan đảng mặt trận thì chúng ta thấy là họ là những công chức các em nhá. Đấy, còn những người được bầu ấy như đại biểu quốc hội, đại biểu dân chẳng hạn đấy, hay bí thư ấy, theo nhiệm kỳ thì họ là cán bộ đấy, phải phân biệt những cái khái niệm như vậy. Và các bạn thi cho thấy với công chức thì cái khối lượng tài liệu ôn tập rất là nhiều, ta thấy các văn bản chúng ta thấy là đồ sộ nó rất là nhiều, nó khoảng mấy chục văn bản, hơn 30 văn bản thi tổng hợp các phần kiến thức. Một là chúng ta thấy về phần về chính trị, về đảng, bao giờ cũng phải có các văn bản nghị quyết của đảng, đúng không ạ? Các văn bản loạt các nghị quyết, đúng không ạ? Nghị quyết số 18, 19 này, đúng không ạ? Rồi chúng ta thấy là các liên quan đến các văn bản pháp luật cũng khá nhiều, như Hiến pháp 2013, rồi chúng ta có luật tổ chức cán bộ 2008, sửa đổi 2019, đúng không? Đấy, rất là nhiều nội dung, độ khó của kỳ thi công chức nó khó hơn viên chức rất nhiều, các văn bản pháp luật. Rồi luật tổ chức phòng chống tham nhũng, đúng không ạ? Rồi nghị định 34, đây là văn bản các hoàn toàn các nghị định. Rồi nghị định 06, hàng loạt các văn bản. Các bạn cũng thi có một số vị trí. Thì như văn thư chẳng hạn chắc chắn là sẽ có cái nghị định số 30 về công tác văn thư, đúng không ạ? Rồi các bạn học hàng loạt các
những văn bản về ngành, giả sử văn thuế chúng ta sẽ học về luật quản lý thuế 2016 này, đúng không ạ? Rồi các bạn sẽ học các từng loại thuế, bao giờ có luật thuế giá trị gia tăng này, luật thuế thu nhập doanh nghiệp này, luật thuế thu nhập cá nhân đấy, chúng ta thấy luật thuế xuất nhập khẩu từ từng vị trí, chúng ta thấy thì các văn bản khá nhiều. Đồng chí về phòng chung trong vòng 2 thì các bạn còn thi về chuyên môn, và các chuyên môn các bài tập tính toán cũng rất là khó ấy. Chúng ta thấy là cái khối lượng văn bản rồi các bài tập ôn luyện cho kỳ thi thì là khá nhiều, và chúng ta thấy là các bạn ấy đầu tư luật thuế thì khó học thuộc, đúng không bạn Quốc Tuấn? Nhưng trong lớp thì để sau này học thì chúng ta thấy là chúng ta đều có cái mẹo để chúng ta học, đúng không, các cái bộ đề để chúng ta nắm bắt được, thì chúng ta thấy là cái gì vậy thôi chúng ta cũng đều phải có mẹo cả, đúng không ạ? Đấy thì thầy đang ngóng sơ được qua các văn bản pháp luật để phụ cho kỳ thi. Đấy thầy nhắc lại là sẽ có văn bản chung, thường kỳ thi công chức bao giờ có luật, có hiến pháp trong 13, luật tổ chức chính phủ, đúng không ạ, luật tổ chức chính quyền địa phương, đúng không, luật cán bộ công chức thì không, chắc chắn là không thể bỏ qua được rồi, rồi nghị định số 02 về đánh giá phân loại cán bộ công chức viên chức đấy, rồi nghị định số 34, đúng không, rồi chúng ta thấy là nghị định 101, đúng không, về đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức đấy, đúng không, rất là nhiều luôn đấy, hàng loạt các cái văn bản. Rồi chúng ta có nghị định số 140 về chính sách thu hút đấy, đúng không, rồi nghị định 161, nghị định 12, nghị định số 29, rồi các văn bản pháp luật như nữa là luật phòng chống tham nhũng, luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí, luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Đấy, cái nội dung về văn bản này khá khó, đúng không, đấy, tới hàng loạt các văn bản luật ngân sách nhà nước đấy, các bạn đều phải học có bộ đề đấy, rồi nghị định 163 hướng dẫn đấy, đúng không, đấy hàng loạt các văn bản. Rồi chúng ta thấy nhắc lại văn bản đảng như là liên quan đến chỉ thị số 05, rồi nghị quyết số 11, nghị quyết số 18, nghị quyết số 19, đúng không, đấy, của đảng, đúng không? Đầy đủ luôn. Nghị quyết số 26, 27, 39, đầy đủ các văn bản dài lắm bạn Quốc Tuấn ạ. Đó là chúng ta phải học lần lượt đấy, rồi nghị quyết số 30C về liên quan đến cải cách hành chính đấy em nhá. Đấy thì thầy chia sẻ hôm nay là trên kênh YouTube cũng như sang tài liệu công thi viên chức, công chức viên chức để các em nắm bắt được nhá. Chúng ta định hình đấy, như thầy nói rồi, chúng ta phải có kế hoạch nhá, và các em khi đăng ký vào khóa học của thầy thì thầy luôn xây dựng kế hoạch tốt nhất cho các em, thầy đồng hành với các em tận ngày thi về thôi, đúng không, học đến tận ngày thi, đúng không, đấy, đồng hành và luôn có trách nhiệm giải đáp tất cả các cái phần nội dung kiến thức, hỗ trợ cho các em về xây dựng các bài giảng từ khóa, rồi liên quan các cái bộ đề trắc nghiệm sát nhất với kỳ thi. Thầy thật là nếu các em theo dõi kênh YouTube hoặc là trên trang Facebook của thầy thì thầy cũng là một người may mắn và giảng cho lãnh đạo của Bộ Tài chính, rồi Tổng cục Thuế rất là nhiều, học trò của thầy bây giờ tầm vụ trưởng, học vụ phó của các vụ Bộ Tài chính hoặc là Tổng cục Thuế đều là học trò của thầy cả, học lớp các lớp trung cấp lý luận chính trị, cao cấp lý luận chính trị, rồi các lớp chuyên viên chính. Thì vừa rồi thầy cũng hướng dẫn hàng loạt cho các anh các chị đấy, và các em phải gọi các anh các chị, người họ thi từ chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp, rồi chuyên viên lên chuyên viên chính, và những các anh ngạch trong công chức đấy, và môn thi đợt vừa rồi và sắp tới thì ngành thuế cũng tổ chức thi. Thầy hướng dẫn cái phần mà họ cũng thi như chúng ta đấy, vòng một là họ cũng thi về phần pháp luật kiến thức chung đó, thầy cũng dạy các lớp trung cấp rồi anh chị, và thì chúng ta thấy rồi thì thầy cũng có nhiều học trò nên là cũng có những cái thuận lợi nhất định trong việc tiếp cận các thông tin về các văn bản pháp luật, rồi về đề cương hỗ trợ sát nhất cho các em. Những học trò thầy ở vụ tổ chức cán bộ của Bộ Tài chính hoặc là Tổng cục Thuế cũng có những thông tin như là cần thiết cung cấp, thậm chí là các cục thuế các địa phương thầy cũng đã dạy rất nhiều, như ở đồng bằng sông Hồng thì thầy đã dạy cục thuế ở chỗ Hải Dương về rất nhiều. Giờ các lớp quản kỹ năng quản lý cấp phòng, rồi các lớp chính trị đấy, rồi trên kia thì có Cao Bằng, Lai Châu, và đã nên dạy các cục thuế. Rồi trong miền Nam thì Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, rồi Cà Mau thầy cũng đã vào đấy rồi cho ngành thuế, và thì cũng rất là may mắn dạy thầy cũng nắm bắt được cái đội ngũ công chức ngành thuế, họ rất là thông minh và họ rất là giỏi thực sự đấy, chứ không phải có ông cháu cha đâu. Nói thật sự là người rất là thông minh, học ở những trường lớp rất là bài bản, rất là chính, và IQ khá cao, đúng không ạ? Và tuy nhiên là vào đó thì chúng ta biết được cơ hội rất nhiều, ta thấy là không phải vấn đề tiền lương đâu, chúng ta thấy họ những thiết lập mối quan hệ, và chúng ta có những họ những thu nhập xứng đáng ấy, em nhé, em đừng nghĩ là gì mang tính tiêu cực, đúng không ạ? Ta thấy khi chúng ta vào làm việc, chúng ta có những mối quan hệ, chúng ta có kinh nghiệm, chúng ta thấy là cái việc kiếm tiền nó trở nên rất dàng rất nhiều bằng năng lực, bằng thái độ làm việc của chúng ta, em nhé. Đó thì chúng ta em cần định hình rất quan trọng. Đó thì thầy muốn chia sẻ những cái thông tin rất là
thiết thực, thực tế nhất để các em nắm bắt được, đúng không ạ? Đấy. Đấy, chúng ta hiểu hơn về hệ thống, các cơ quan, nhà nước. Nếu các em có mong muốn tham dự các kỳ thi, hoặc là các bạn bè của mình, các người quen của mình, rất là cần thiết, đúng không ạ? Đấy, thì chúng ta biết được thông tin thì chúng ta chủ động trong việc lập hồ sơ. Sắp tới còn rất nhiều các cơ quan khác, các bộ ngành, sắp tới có Bộ Công Thương cũng dự thi rất nhiều. Đó, rồi Tổng cục Hải quan cũng thuộc Bộ Tài chính đấy, rồi ngành tài chính thì thầy dạy cả Tổng cục Hải quan, rồi bên chỗ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, rồi Cục Dự trữ Lưu trữ Nhà nước, Dự trữ Lưu trữ Quốc gia đấy, rồi Kho bạc Nhà nước đều dạy các lớp đấy cả, cho các lớp về kỹ năng lãnh đạo, rồi các lớp về liên quan đến về pháp luật, và trong chương trình về trung cấp lý luận chính trị, và ôn tập là các lớp về ôn thi chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp, và thì thấy được là về hệ thống như thế nói về cán bộ công chức của ngành thuế là rất là ổn đấy, và thái độ làm việc rất là tốt, cũng như là cái năng lực làm việc của họ, thì các em hãy xác định cho mình một con đường đi, đúng không, và chuẩn bị hoàn thiện cho mình về các yêu cầu về bằng cấp, bằng chứng chỉ, kế hoạch ôn tập là tốt, và nếu các em mong muốn là thầy hỗ trợ hướng dẫn cho các em, đúng không, để chúng ta có kiến thức tự tin và có những kiến thức sát nhất để chúng ta thi đỗ nhé. Xác định là chúng ta phải thi là thi đỗ, đúng không ạ? Đấy, qua vòng 1 rồi vào vòng 2 đấy, từng vị trí thấy ở vòng 2 có vị trí thấy vẫn yêu cầu về pháp luật, về luật đấy, thấy vẫn phải có những bộ đề về chuyên về câu hỏi tiểu luận như vậy để hỗ trợ cho các em rất là đầy đủ để chúng ta dự thi các em nhé. Đó thì hôm nay thầy muốn nên trao đổi riêng dành cho các bạn ôn thi công chức của bộ liên quan công chức ngành thuế đấy nhá. Đó, thì các em nắm bắt được các thông tin để có thể trao đổi với bạn bè của mình nhá, để tham dự kỳ thi. Và các em có câu hỏi gì nữa không, xin mời các em. Và đấy, rất nhiều cơ hội các bạn, thậm chí học sư phạm như thầy nói, sư phạm toán tin ấy, họ yêu cầu, rồi ngành văn thư lưu trữ rất là nhiều, đúng không, rồi kế toán tài chính, và đây là những bạn bè của mình đấy, thì các em có thể giờ thông tin cho bạn bè để chúng ta lập hồ sơ các em nhá. Sắp tới họ sẽ có kế hoạch cái việc lập hồ sơ ở ba miền luôn ấy. Và thì chúng ta thấy chúng ta làm việc tại các cơ quan nhà nước nó cũng khác hẳn đấy, và thì cái vì cơ quan ban hành chính sách mà cái vị thế xã hội nó cũng một chút lâm tầm thật sự, và chúng ta thấy rằng chúng ta có nhiều cơ hội trong quan hệ các em nhá. Thì các em có thể giới thiệu cho bạn bè của mình biết thông tin này để chúng ta tham dự kỳ thi, hoặc là bạn bè của em khi tham dự kỳ thi mong muốn tham dự qua khóa học online của thầy, thì phần 1 phần kiến thức chung cũng như phần 2 về chuyên môn và từng chuyên ngành yêu cầu về phần pháp luật, thì thầy sẽ hỗ trợ hướng dẫn cho các em nhá, cho các bạn bè của các em. Và em có câu hỏi gì cần đặt trong buổi tối ngày hôm nay không? Nếu em có câu hỏi gì thì thầy xin phép kết thúc ở đây được chưa? Đó thì thầy chia sẻ trao đổi với em hôm nay thông tin mới nhất là liên quan đến kỳ thi của Tổng cục Thuế, đúng không ạ? Tuyển dụng vào các cơ quan của Tổng cục Thuế và của các cục thuế, cục thuế là các ở các địa phương các em nhá. Đó, thế còn Tổng cục Thuế thì nó ở là 123 Lò Đúc, và thì cái tòa nhà rất đẹp mới xây, và thì còn cục thuế các địa phương các em thấy là cứ đến chỗ nào mà đẹp nhất ấy, đấy cái tòa phòng đẹp nhất là thường là của cục thuế. Và đó thì chia sẻ với các em như vậy nhá, được chưa? Còn nếu các em có câu hỏi gì thì thầy xin phép kết thúc ở đây các em nhá. Cảm ơn các em rất nhiều. Thế còn các em tham khảo về các nội dung ôn tập hướng dẫn về phần ôn thi công chức của các ngành, cho nó ngành thuế, thì thầy cũng đưa lên các bài giảng trong trên kênh YouTube là thầy Phan Điệp Đoàn, thì các em thể vào đó các em chia sẻ các video cho bạn bè của mình mà sắp tới dự thi công chức nhá, trong đó có công chức ngành thuế các em nhá. Lần nữa cảm ơn các em rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các em. Xin cảm ơn các em. Không biết các em còn hỏi gì thầy nữa không ạ? Và xin mời các em. Chúng ta có thể đặt câu hỏi nhanh để thầy thì chút nữa thầy đã có vào lớp và lớp ôn tập cho các bạn ôn thi công chức và của các địa phương, và các địa phương ôn thi công chức. Và thì chúng ta biết là các kỳ thi công chức thì sẽ diễn ra tới thôi. Covid được ổn định rồi thì chắc chắn là sẽ